Sáng nay, trung đoàn 890 trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp mặt kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống của tiểu đoàn 857, 19 tháng 8 năm 1957, 19 tháng 8 năm 2022. Ông Lê Quang Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Quý mẹ Việt Nam Anh hùng, lãnh đạo Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cán bộ lãnh đạo tiểu đoàn 857 qua các thời kỳ đến dự. Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại chặng đường 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của tiểu đoàn 857 anh hùng, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và viết nên truyền thống vẻ vang của đơn vị. Tháng 7 năm 1957, tỉnh ủy Vĩnh Long chủ trương xây dựng lực lượng vũ trang tuyên truyền tập trung của tỉnh. Tiểu đoàn Trần Hưng Đạo được củng cố kiện toàn. Ngày 19 tháng 8 năm 1957, tại kinh Mười Thới, xã Tân Quế, huyện Bình Tân, nay là ấp Tân Lập, xã Tân Thành, huyện Bình Tân, tiểu đoàn làm lễ ra mắt với tên gọi là Tiểu đoàn Lý Thường Kiệt, tiền thân của tiểu đoàn 857 ngày nay. Dù trải qua nhiều thời kỳ với nhiều tên gọi khác nhau, nhưng các thế hệ cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 857 luôn đoàn kết, phát huy truyền thống anh hùng, biết dựa vào dân để chiến đấu và giành chiến thắng.